Xin chào quý vị thân mến, hiện tại thì em Cái với A Hầu đang ở con đường đi vào nhà A Hầu ạ. Thì A Hầu cũng đi cùng em, mình đi làm, có lương rồi thì hôm nay A Hầu về thăm gia đình ạ. Cũng chuẩn bị mua 2 cân gà đông lạnh với 2 gói bún về để thăm gia đình các em để nấu một bữa cơm cho các em cả nhà ăn phải không? Đúng rồi, mình đi làm bây giờ A Hầu đi làm có tiền rồi, A Hầu cũng rất là biết nghĩ đến về gia đình ạ. Thì hôm nay cũng vào đây thì em Cái cũng sẽ cùng A Hầu, anh em mình sẽ đi vào nhà nhá. Nhớ bố mẹ anh em không? Nhớ rồi. Nhớ à? Đúng rồi, từ lúc A Hầu đi làm có em mình thì đi ngủ ở trên Mì Vạt này, hai cùng anh Ngọc đi vào Lạng Sơn ấy thì ít khi về nhà. Thì hôm nay về thì cũng chuẩn bị được, tức là mình không mua được thịt nhưng mà mua được 2 cân gà đông lạnh đấy. Đây mấy cân nhỉ? Để gà đấy mấy 2 cân ạ. 2 cân à? À 4 này phải không? 2 bó nữa. 2 bó. Thế mua thế này có đủ ăn không? Đủ rồi. Đủ à? Đủ rồi. Đi mình đi nhỉ? Đi nhưng rồi. Mà có mua kẹo gì cho các em nữa không? Không có tiền là không mua rồi. Không có tiền không mua? Tiền hết rồi. À làm gì hết tiền. Nhưng mà thôi, A Hồng bảo là mình đã mua 4 với thịt gà rồi thì tí nữa ăn cái đấy thôi nhỉ? Ừ hết rồi, tiền hết rồi. Đây nhá cô bác nhá, A Hậu đi cùng anh Ngọc đi cùng em, mình thì cũng lại trở lại kiểu như là cái nét khuôn mặt A Hậu béo lên nhờ. Dạo này béo nhiều hơn nhờ. Được. Mà A Hậu cũng nó được tiếng phổ thông bây giờ rất là xó nhá, kiểu như là em Cái đó lúc mà không liên loát cùng A Hậu ấy đi. Không biết là bố mẹ có ở nhà không? Ở nhà ạ. Rất ở nhà. Không biết rồi. À, xe thì chắc vẫn đùa về. Đây nhà A Hậu. Nương nhà mình cái chỗ này phải không A Hậu? Nhờ. Đây là cái phần nương của nhà em không? Là anh mà. À, đây là nương của em phải không? Thì nên là không có mưa là chưa vào đâu. À, lúc nào có mưa thì mình vào rồi giúp chồng nhờ. Phải rồi. Lúc nào có là cái là cách cuốn làm thôi. À, dùng cái cuốt làm thôi. Ừ, cuốt làm. Thế ở cái chỗ này bò không cày được á không? Không cày rồi. Ừ. À, may là không có mưa là cách cuốn là trồng rồi. À, dùng cuốt để cuốc cái phần cỏ này xong trồng thôi ra. Ừ. Làm cuốn trồng. Thế năm nay mình hay đi làm con em mình có em có về giúp bố mẹ để trồng không? Ví dụ đến mưa ấy, mưa. Vậy có về mưa là đi làm trồng á. À mưa thì mình về giúp trồng không? Vâng ạ. Được. Dạo này A Hầu cũng thay đổi khá nhiều phết đấy, các bác nhá. Ố. Thế một người ở nhà hay là bố sao nhỉ? Có phải bố không? Bố anh em á. Bố nhà. Đây là bố. Đây là cái gì nhỉ? Cái rán rồi. Ủa ôi. Rán. Cái phần rán. Con rán nhỉ? Rán. Ủa con rán là rán gì nhỉ? Thầy cái vận da nhỉ, giang. Giang kiên đấy, giang kiên là giang kiên trên này. Thế cho vận giang, bố A Hầu đang ở bên dưới này. A Hầu lâu lâu cũng về, có nhớ nhà nữa không? Nhớ nhà thôi. Nhớ nhà mới về phải không? Vâng ạ. Đấy ạ. Chắc là thèm ấy. Ở trên này là xe đi mà không sao rồi. À bây giờ xe đi thoải mái rồi phải không? Không sao rồi. Trước kia em cũng bị lao cái chỗ này xuống vực phải không? Ủa cái là xe là cái này mà không A Hầu xe là cái này là vòng trên kia thôi, A Hầu trên kia thôi. Là xe hỏng rồi. À ý là là xe ở dưới ở là A Hầu là cũng là trên kia rồi. À hóa ra là A Hầu bảo là cái xe của A Hầu hỏng cả cái cạt này, cả cái bi cổ ấy thì lại ngã ở đây nhá. A Hầu bảo là xe nó bị kẹp đây, A Hầu nhảy tít bên kia. Thế em may là không rơi xuống cái vực đấy nhá. Ừ con sao rồi. Từ cái chỗ này đi cũng rất là sâu đấy ạ. Cô bác tầm 10 mét đây này. Thôi đi nhỉ. Đi rồi. Bây giờ A Hầu đã khen mà đường này cũng đẹp này, đi xe máy thoải mái. Cái này đã được sâu rồi. À. Cái chỗ này thì tới này mà mình dành phải nếu mà em ấy, sau này có xe thì mình kề lên hiểu không? Con sâu rồi. Con sâu. Cái đầu đây kia đi mà. Đi được á? Đi được. À. Nhưng mà lâu lâu chưa đi xe máy chắc em không biết là có đi được không nhỉ em ấy? Đi được mà. Vẫn đi được á? Con sâu rồi. À vẫn con sâu. Con sâu rồi. Bố đang làm gì ấy nhỉ? Bố là không biết rồi bố làm gì. Bố làm gì? Ồ, biết rồi. Biết cái gì? Đó là cái này là cái cháu của phòng cái này. Đi là làm cái cục kiểu như các cháu chơi phải không? Phải rồi. À, đánh cục hay là đánh cai cái gì? Ôi. Chào chú, nhớ chị à? Ủa chị à? Cho với ông cho mẹ cháu. À, chị đó, đối không? Ừ. Ủa. Ủa. Đúng rồi. Đây. Hai con rồi. hai cái rồi không? Hai cái rồi. Được nhờ. Đấy nhá. Bố Hậu. Ôi, được rồi. Được. Ok rồi. Ok không? Đây, chú xuống làm nốt cái này sao không? Được đấy. À, làm cái này cho các em của A Hầu đang chơi. Kiểu như mình đánh cái ấy. Cái này là không được. Ừ. Cái này là dạy rồi. Cái này được á? Cái này ngon hay nhở? Được, cứ làm xem hay nào. Cái này là cũng được. À, cái này vẫn chưa được hả? Cái này được đấy. À, Hầu có biết làm không? Biết rồi. Biết á? Ừ, biết rồi. Thế à? Ừ.
cái nào ngon được. Ok này, rồi. Ok là. Ừ. Ok rồi. Ok rồi. Đấy nhá, ý là mình cái này thì làm cho các em để chơi ấy, lúc các mình cháu, các cháu chơi. Cháu. Ngày Tết thì hay chơi ạ. Đó thì thường để chơi hết lần rồi. Đang mưa xuống rồi nhỉ? Thôi đi vào nhà đấy nhỉ? Đi nhà. Chú đi vào nhà nó hôm nay ăn hầu vào đi. Cũng mua được cái thịt bố về nấu cơm ăn hết. Đi nhỉ. A Hầu vừa vào đến nhà thì thời tiết lại mưa rồi nhỉ. Trời rất là ủng hộ bố mẹ A Hầu ấy. Năm nay chắc cũng sẽ có mưa để trồng ngô thôi nhỉ. Để đây à? Đặt đi. Điện này điện nước đi nhỉ? Điện rồi. Rau rồi. Rau à? À. Nãy còn cho con bé rồi chả này. Này là ba con bay rồi. À vừa mua không bay về. Ít đèn đâu rồi. Cái này một cây là 1.000. À một bó là 10.000 à? Một bó 10.000. Thì A Hầu chắc vẫn thèm phải không? À. Thèm cái món này không? Phải rồi. Thích ăn không? Ăn A Hầu là ăn xong xong rồi. À A Hầu rất là thích ăn cái rau cải này với mì mén không? À. À. A Hầu đi làm về gửi tiền bố mẹ mua được phân rồi phải không? Cái nếp bó nào rồi à? Nếp bó 200 à? 200. 208 à? 208. Thế nhưng mà cái này là bố mẹ các tự mua hay là A Hầu mua? A Hầu cho tiền mà bố mẹ là 2 triệu mà mua mà. À, thế là mình đi làm về có tiền thì chú. Thế A Hầu đi làm có tiền rồi, hôm trước thì anh Ngọc vào thì mình cũng lấy tiền cho chú mua phân à? Ừ. Hả? Thì cho nên lâu rồi mua cũng là mua tiền là mua rồi nên chú. Mua tiền là ưu mà. Ồ, ưu thì trên đấy trên đấy thì đấy thì mua tiền là. Mua tiền là ưu còn có tiền đó. Người là có tiền rồi. Thế tòa 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 thang thang kinh đào tạo. À. Thang kinh nào chưa chưa tòa thang kinh đào tạo. Ừ. Ủa A Hầu. Ồ. Tìm cái này cái này gì? Chuột câu. À. Vâng. Sáng rồi không? Sáng rồi. Quả sáng. Này khoai sáng hả? Khoai sáng rồi. Ủa? Cái này chín rồi mà không? Chín rồi. Ăn được không? Không ăn rồi. Hả? À, sao không ăn rồi. Không ăn á? Ừ. Không đó à? Ừ, không đó rồi. À, cái này cũng mưa, chắc cái này mua về thôi nhỉ chú nhỉ? Hay là nhà mình có? Ờ, khoai do con bay rồi. Con bay rồi, ba con bay rồi. Khoai sáng thì đi mua về. À. Ừ. Ừ. Hôm nay vào. Ăn bà mấy con cho không à? À. Nấu cơm à? Ờ. À, hồi đang đó rồi. Có rồi. Này có rồi. Ôi. Có rồi. À, ăn mấy mến à? Thế ăn đó, đó thì ăn đó. Đổ thôi. Ăn rồi. Ồ. Là bố đã ăn phở rồi. À, ăn phở đó. Rau. Ồ. Được. Được hả? Ồ, ăn phở rồi. Thế ăn luôn à? Ừ, ăn luôn rồi. Rồi, vào đến nhà nhớ mấy mến lắm các bác ạ. Thực sự là cái này A Hầu cũng đi ăn ra ngoài, còn anh em mình đi lâu quá cũng nhớ nhà này. Nhớ các anh em hôm nay vào thì cũng mua được à. 2 cân thịt đấy là tiền của A Hầu. Ừ. Tự mua về cho gia đình thì nấu trong bữa ăn thôi. Ăn hồng đó thì ăn cơm trước xong làm không hay là nấu cơm? Vâng. Hả? Chưa. Đây là ăn phở đó. Ăn phở thì đó thì ăn. Thôi. Không có rồi. Vừa về đến nhà mà cứ lột hết cả mấy cái nồi này xem nhá. Hết rồi. Hết cái gì? Hết rau á? Hết rau rồi. Rồi. Hết rồi. Rồi, tiền kiến. Ô rượu hết rồi. Hết rồi á? Ở nhà mà về đến nhà này lột hết cả là mấy cái nồi. Dầu ăn cũng hết à. Ồ, không có gì luôn. Ồ, xem nếu thiếu cái gì thì mình có tiền về mình phải mua về chứ phải không? Bố mẹ ở nhà làm gì có tiền. Ồ, nên là bố rồi cái này nó đi rồi. Cái này. Cái này thiện. Rồi cái thiện đấy ăn á. Ai nào? Đó à? Đúng rồi. Đó đấy, A Hầu đang đó là cái lột hết cả những cái tìm như số chảo. Đó này là ăn đến này luôn. Thế bây giờ đó thì mới ăn à? Không không làm cái thịt để ăn à? Chưa, không ăn rồi, cho bố mẹ ăn rồi. À, cứ để bố mẹ chiều mình làm để ăn. Thì bây giờ đó thì ăn tại mình chưa? Đấy. Yeah, ý là học là cái thịt thì ơi, cái bún đấy lấy về cho bố mẹ thì cũng phải chiều ấy, các em đi học về thì mình làm sao, còn bây giờ đó là về đến nhà đó quá thì mình ăn tạm này. Có mà để cung mua này. Mua. Đó thì cứ ăn thôi. Ôi giời ơi. Vào muối rồi. Trộn với nước sôi vào không phải không? Trộn với nước sôi vào. Nước sôi vào. Ok rồi. Ok thôi. Được. Chỉ có ăn thôi. Chỗ này mình làm cái bát và cái phở thì 2 bát nhé. Thằng ấy 2 bát. Nước sôi to lắm. Ơ, nó lỏng mất chị à? Mình ăn hầu này. Thái mòn xuống. Chín rồi.
Hả? Là no lên ta. Nó phải chứ nè. Nó phải nè. Thế chỗ này có đồ ăn không? Ăn cái này có no. Có no á. No à? Ừ. Ăn thích cái này mới no à? Thì nhá, cái thau này có thể 2 bát nhá, cô bác ạ. 2 bát rồi? Ờ, cái này đổ cái bát phở mình hay đi ăn ấy. Ừ, ok. Cái này thoải mái được 2 bát ấy. Thì à, học cái này chỉ đổ mấy nước xô vào đấy thôi nhá. Xong cho mấy múa vào ăn thôi. Rất là đơn giản, không có mớ gì hết. Nó có dòng mớ rồi mà. À, tức là không dùng mớ phải không? À, bảo là mắt ướt này, ông mà hạ này. À. Má ơi là cái này cái là ăn ngon rồi. À. Trong cái là A Hậu là con có là con mơn rồi mà ăn thôi. Con tức là A Hậu bảo là con mang ướp ấy, với má tức là má muối hoặc là hạt tia vào đấy thì ăn mới ngon, nhưng mà không có thì mình cứ cho ít muối vào để ăn thôi. Mông là dòng thịa ăn rồi. À, mông thì vậy, dòng thịa không dòng búa nhỉ? Dòng thịa ăn rồi, ăn đã ăn nhanh. À, tức là A Hậu bảo là dòng thịa ăn nhanh hơn. Mình vừa mút được canh ấy, để uống. Còn đúa thì nó sẽ gắt thì không mút được canh. Vì A Hậu thỉnh thoảng ăn như thế này cho ăn lớn lộn vào đây này. Vừa có canh được này. Nhìn thử ăn nhanh ngon. Ăn được lắm hả? Hay rồi. Hết à? Mồng gan này. Ồ, một nửa thau luôn. Một nửa thau luôn. Thế ví dụ mà một bó bún này thì có ăn hết được không? Một mình có ăn hết được một bó bún không? Ờ, không, đó là ăn hết rồi. À, lúc đó thì ăn hết. À. Ai, hay nhá. Có lên này. Thực sự là A Hậu ăn hết thì rất là có sức khỏe vì ăn no thế này. Ừ. Nhỉ? Đưa anh ra ngoài bây giờ xem lại cái phần nương giấy. Đi ra ngoài thì xem nào. Hôm trước thì em cái vào lúc A Hậu bảo là một mảnh nương của nhà A Hậu là bên kia. Thế khi ý là cái hôm trước nghe em kể bảo là em có mảnh nương đấy là tách ra của em là ở đâu? Phải ạ. Ở chỗ nào? Bên kia mà. Bên kia? Ừ. Thế cái chỗ này là của em trai à? Ừ, phải rồi. À. Bây giờ phần này là của em trai, phần nhà mình là ở bên kia. Phần nhà chiêng bên kia là anh ạ, không phải anh trai ạ. À, phần đấy là của em. Ừ. À, em trai là chỉ của ở đây thôi. Ừ. Mình tách đất hết rồi à? Phải rồi. Phải rồi à? Thôi nhá. Thế trước kia A Hậu vẫn là làm giống ở đây, làm rau ở đây nhưng mà... Ừ, hắn là mưa đấy, trồng rồi. À, mưa thì mình... trồng mà. Hôm nào mưa thì mình lấy hạt giống vào để lại tiếp tục để làm ở đây nhở? Vâng ạ. Chỗ này thì... Làm mưa là nước mua ở đây cũng nhiều ấy, kiểu như thoải mái mình có thể mua cái lứa, cái vóng về quay hết. Ừ, cái lọc bóng là cái này. Ừ, bóng quay hết cái chỗ này thì tránh không có gà nó vào bái ấy. Ừ. Thì không có cây hạt tia rừng nhá. Hạt tia bây giờ đang chuẩn bị chưa ấy nhở, chưa có nhở? Chưa được. Hạt tia này ăn ngon lắm nhở? Ngon rồi. A Hậu cũng thích. Ồ, là sao mà là củ hết rồi. A Hậu bảo là củ sắc hết á? Ồ, sắc hết rồi. Làm gì, củ nhà này A Hậu không bao giờ hết được. Cái này thoải mái đu quanh năng luôn đấy. Không đủ là mong là nhìn. À, đây này. A Hậu về lâu lâu về đến nhà thì bây giờ cứ về một nhà kiểu như là lần đầu tiên mình vào ấy, sao lại tham hết một vòng cái xung quanh ngôi nhà nhỉ? Nhớ nhà lắm nhỉ? Nhớ ngàn dê rồi. À, lại nhớ con dê đấy. Nhớ dê rồi. Ồ. Cũng là nhà mình nhưng mà đi lâu quá kiểu như là. Đấy, tổng ăn đâu rồi là? Hả? Cũng đi à? Ủa, nhớ từ rồi. À, cái con nga này là A Hậu bảo là con nga của A Hậu ấy. Phải đó. À, trước kia mình mua về à? Vâng.
100 mua 100 nghìn về. Chơi lần dê. Đi xem con dê hả? Dê đấy. Cái chú này chờ cũng định mưa thế nào, xem hôm nay em cái vào thì thấy bố mẹ Hồng chị có quên dọ ấy. Hay là chắc là hôm nay bố mẹ biết là có biết là em về nhà không? Chưa biết lại. À vẫn không biết á? Chưa biết rồi. Nhưng mà sao tại sao mà lại quên dọ xung quanh nhà cửa trốn chạy nó sặc xế thế nhỉ? À. Đây, con dê đây hả? Dê rồi. Nên là 4 cân, nên là 4 con. 4 con à? Ờ, thả chắc là bây giờ đùa về rồi nha. Vậy là. Ờ, sáng nay thả đi rồi, giờ này trưa ấy. Trưa này trưa thì cũng thả về. Lắc đến chiều không biết là có thả đi không? Trưa cho nó thẳng ạ. À, chiều cho nó thẳng. Thế mình lâu lâu đi về đến nhà lại kiểu như thang nhà cửa vật nua giống như là ngựa lạ ấy, lần đầu tiên vào phải không? Vậy à? Phải là. Nhớ cái con vật nua xem nào bố mẹ ở nhà này chăm sóc như thế nào đấy phải không? À. Đây trên gác này toàn là mấy cây cành cây thông ấy, củ ấy, cái này chắc lâu lắm rồi sao ấy nhỉ? Có cái gì là củ mà? À. Có là củ là mưa là con có rồi. À, tức là mình để trên này lúc mưa mình có đun phải không? Nếu mà không để trên này lúc mưa không có củ đun à? Vâng. Có là mưa là trồng mới mé rồi. À. Thôi đi này, đi vào bên trong nhà thôi. Nhà rồi. Hôm nay vào thì bố mẹ cũng chuẩn bị rất là chú đáo đón A Hậu vào nhà cửa con gà. Đang chuẩn bị làm gì? Ô, quá khó cái đầu gì vậy quá. Có tính không? Này, một chén kia rồi. Đấy. À, lên thịt cái đĩa cho mẹ à. Hai cân này. Là hai cân gà. Hai cân gà cá lỉnh này. Là hai bao phở. Hai bó phở. 100. Thế đưa cho bố mẹ. 100 và 40 tiền. À, 140 nghìn à? 140. Cái là 20 nghìn, 40. 20 nghìn là bán là 40, cái này là 100. Thế nhá chú nhá, A Hầu bảo là A Hầu đi làm ấy. À, hơn tháng đi cùng anh em rồi, về nhà không có gì nhưng mua hai cân thịt để không hai bó bún về cho cả nhà lát nữa nấu ăn ấy. Mà ổ sụp. Đó, nửa ít tủ nửa tiền thì mua rò tên tê lò thì mà chúng mua chỉ cần dưới ông trên cái lò sân ấy tỉnh mà mua đồng tiền sân đâu à? Chế mình chế bảo ổ sụp. À, đồng chế chỉ trong bỏ nửa ít tủ tú thì uống đi nên đi bao thì hao được nữa rồi rồng hả rồng xe nên đi bao thì bao thì hao được uống thì rồng xe đấy rồng xe là uống đi mà rồng xe uống thì để uống tao bao này uống thì uống chân này thì à hầu nhé biết bố nó thế nào không biết rồi biết nó bố nó thế nào à chị hay chưa chị hay cái này cho rồng xe uống thì uống tao bao nè thì nhà chuyện con lại đây còn đâu có mẹ rồi lấy con mẹ lấy vợ mà bố A Hồng bảo là bà A Hồng chịu khó ấy, để đi làm kiếm tiền để tiết kiệm tiền xong thì lấy vợ để lập gia đình thì A Hồng bảo là lấy con mẹ mình đang có ở nhà lấy con mẹ thôi bây giờ thì A Hồng đưa thì chú cấp đi nhá nếu muốn cho chè mũi thì nên đây lò được sớm nay bây giờ chiều đưa ít khó lò uốn sớm nay thành mỏ kia này trên này ô vào đây ô ngô trên gác vẫn còn nhiều hết rồi hả sai hết rồi làm gì hết được bên kia hết rồi à đầu bên kia hết á nhưng mà cái chỗ này có đủ ăn quanh năm không tầm một tháng á tầm một tháng hết á tháng làm gì cái chỗ này nếu mà tập trung kiểu như là mình cùng nhau ở nhà thì ăn cũng tầm tháng 4, tháng 5. Tháng 5 âm nhỉ tháng 5, tháng 6. Nhưng mà phải kiểu như có vật nuôi mình té ra ấy, cái chỗ nào là vật nuôi nữa thì mới ăn ngay nhiều chủ yếu là hôm nay bây giờ mình không ở nhà cái chỗ này để bố mẹ và mấy em nữa thì không ăn nhanh được có ăn nhanh mà A Hậu ở thì có thể ăn mềm mềm hơn nhiều thì ăn nhanh nhá nhưng mà bây giờ mình không ăn nữa thì để lại bố mẹ ăn thì chắc ăn không hết nhanh được nhỉ mình đi lâu lâu cái giường mình có ngủ không lu cái này là con A Hậu là không ngủ là cắt chóng ngủ rồi cắt chóng ngủ à thế mình gấp sam đi ủi rồi đấy ạ, lấy cái chăn này mình gấp cho gọn tí, kê cái giường vào. Ô, hỏng rồi. Hỏng rồi á? Đấy, ý là lấy cái chăn này để gấp nào. Bây giờ mình gấp chăn ngàn hoặc gà. Tức là A Hậu bảo là bây giờ A Hậu không vào đây ngủ ấy, thì cái chăn này thì... Ôi dồi. Cái giường. Ôi dồi. Hỏng cả rát dừa luôn. Ôi dồi, hỏng rồi. Ồ. Các cháu là cho hỏng rồi. Các cháu là cho hỏng á? Bây giờ mình ấy này gấp cái chăn đi vào. Mút tay nè, mút cho bạn. Ông mất tài cần đông thì tí lì chỉ sư ra ấy. Kẻ này. Kẻ á? Rồi, em phải gấp vào cho nó gọn xong thì bảo các em ấy, mình ngủ xong ấy, mình cứ gấp vào gọn gọn gà vào. Để như thế này nhìn nó lộn xộn lắm. Đây này, để anh bảo em này gấp. Ngủ xong thì mình phải bảo các em này gấp. Có cháu ngủ xong, có cháu là không ở nhà. Không ở nhà thì anh bây giờ nhá,
em đi làm cùng anh em mình biết rồi, mình biết cách kiểu như sống ấy, ngủ xong về gọn gái ấy. Thật sự là A Hầu và lại đi theo tem anh một thời gian, bây giờ lại thay đổi kiểu như lại vẫn lại đẹp trai phong độ rồi. Không không giống như lúc ban đầu lại mấy tháng vừa rồi ấy, để bỏ rơi kiểu như lúc A Hầu cũng đang cùng bố mẹ nghĩ là không muốn làm này, lúc đó A Hầu lại tiếp tục kiểu như tóc dài bây giờ lại hoành tráng. Là cán táo mà. Cắt tóc phải không? Đeo cánh nữa. Ôi giời. Được cánh là cũng được. Được. Đẹp giống như trai Hàn Quốc luôn không? Vâng. Cái dừa này là của em trai phải không? Ừ, là cái em trai là chỉ. Thế em gái em trai ngủ đây. Anh chỉ. Không Nhưng mà cái này có tạ cho bố được không? Vâng. Cho bố mà là con cũng được. Lau ý là lau cái này ra xong cho bố thử xem nào. Bố chưa đem vào. Cái này là lọt cái này không lăn đi rồi. Tức là mình đeo cánh để mình lúc mình làm cái đá đấy á. Hoặc là đi làm tránh cái bụi nó đớ vào mắt. Bây giờ mình lau ra cho bố đem nào. A Hầu cho bố thử thế nào. Ông mua chuột đi, ông mua xịt xịt lông hả? Chuột đấy. Hãy ông bắt chuột đấy, xịt xịt lông nào. Ông bao lông thế mà. Hả? Ông bao lông. Biết rồi. Biết rồi. Thế thử đấy. Lau ra xong. Bao lông nhớ nhỉ. Ô, không được rồi. Là không thấy rồi. Bao lông thế rồi, giờ chỉ chuột nhớ chuột. Ơ, mình lau ra cái kính nào vậy? Lấy bộ à? Bộ. Lúc này bộ. Bộ. Chỉ là chuột đâu. Giờ chỉ lau lông này. Lông chuột. Giờ lúc này cao rồi. Này, nó thấy này. Này, thấy rồi này. Nó này cái chúng khá là bỏ, thật sẽ bỏ. Đấy là cái đời đùa ấy. Thấy bố. Thấy bố có đẹp trai không? Đây con đẹp trai. Chúng khá là đẹp trai thì cá bỏ. Ừ. Cái này ăn rửa à? Cái là mới là mưa rửa ý nữa. Mình dùng cái khăn ướt để cái chùn lau qua không? Lau qua cho nó. Cái này là không bầu bằng kia đâu, bằng kia là không được. Cái là bầu bầu cái là cái bông rồi, thế là không thấy rồi, không thấy à. Thế cái này tạ một cái cho bố không? Phải rồi. Thế tạ cái này cho bố nhá. Cái này là A Hầu rồi. Cái này là của A Hầu. Thế A Hầu chỉ tạ cái này thôi. Xì á, là tôi luôn chú luôn nhỉ. Ông cá mà. Nhớ luôn trời lúc sáng. A Hầu bảo là A Hầu hay đi làm thế A Hầu chỉ tạ cái này thôi, còn cái này A Hầu sẽ đeo. Này nhà. Đó là bố A Hầu lái xe là hỏng rồi. Đúng rồi nhỉ. Được, ok. Ok. Được. Hôm nay cùng A Hầu vào đây tham gia đình kiểu như rất là vui nhé cô bác ạ. Cũng là một nhà mình thôi, mình cách xa kiểu như xa nhau đi làm thôi. 1-2 tháng thì về gặp nhau giống như là khách rất là lạ, xa lạ phải không? Vâng. Vừa về đến nhà thì bố mẹ mình cũng trò chuyện kiểu như là khách vừa xa lạ với nhau ấy. Không? Ok. Thế cũng nhớ nhà, nhớ nhung với kiểu như gia đình các em như thế nào thì mình cứ hỏi bố mẹ thôi phải không? Vâng. Bảo các em ở nhà phải chịu khó con đi học nhá. Cũng dạ mình đi ra ngoài nhiều không biết phải không? Cứ bảo bố mẹ ở nhà không cho các em nghỉ học nhiều. A Hầu đi lên trên nhà em phó rồi nhỉ? Không biết là đi lên đấy là gì em cái sẽ lên nào. Thật nhớ ấy nhỉ? Nhớ các cháu ấy, các con của em phó. A Hầu, ra đây làm gì ấy? Cái nào, em trai là không có gẩu là ăn cho cá chó A rồi. Chó hai chân dưới là anh trai rồi mà cái chó A. Tức là đi làm về có tiền còn cho 200 dứa ấy á. Ủa. Bên chết rồi. Vợ này à, không có cháu này chưa rửa mặt. Sao mà không rửa mặt cho nào cháu? Là mông là có cái gì đó, cái A là cái mấy mấy này. A mấy mấy thôi à? Thế A Hầu tiền lấy tiền ra cho ai? Nên là cho cháu đây, em cháu là quả áo. Thế là A Hầu cho tiền cho cháu mua quần áo à? Mới mua gạo. Mua ăn gạo cho cháu ăn được không? Ủa? Không có cái gì là em trai là không nhá. Có cái gì luôn. Cô bác ạ, đây bữa trưa của vợ em phó, tức là em trai của A Hầu. Em trai A Hầu mà. Mình chỉ ăn rất là đơn giản thôi, đây là một ít miếng mén, có rau đây này, rau xà lách. Thế là phó đi đâu à? Đi làm thêm luôn. Đi làm thêm hả? Là có là không làm thêm là các cháu không có. Còn có cái gì ăn rồi không đi làm thuê không có gì ăn thôi nhờ. Thế bây giờ A Hầu về lại lấy tiền về cho cháu nữa. Nhóm máu của chi thì cả một chú ấy thì mình cho no nhá. Cháu xây tụi mình nữa này cứ chỉ nhó ra tao xíu rồi nhá. Thế sửa mình nhuận nhá. A Hầu cũng rất là biết nha anh em cháu xây sửa mình nhuận nhá. Làm có tiền ấy cũng cho
200 dứa bảo là vợ em tó ơi. Đây là anh trai là anh trai ăn này cái này ăn được là ăn cái nào mùa cái này này cái này ăn được biết bé một tí hai ngày ba ngày là ăn được biết bé một tí. Đấy, thực sự là hôm nay vào thì biết nhá, A Thầu là một người sống rất là tình nghĩa anh em, rất là biết giúp đỡ những người khác hoặc là từ trong nhà anh em. Thế này, mình đi làm về có tiền tuy cũng ít thôi, chỉ đủ ăn thôi, nhưng mà thật ra A Thầu còn biết sao sẻ với nhau để cho 200 dứa để vợ em bó để mua gạo này, để mua quần áo cho các con. Thế bây giờ A Hầu đưa tiền thế này, mai kia bảo vợ em bó đi chợ phải mua quần áo này. Không, quần áo là không đủ đâu, hành trang không đủ đâu. Cái là món gạo, làm 200 thì không đủ. Không đủ là món gạo là cái là mua là miền chính là mướn này, là không đủ đâu. Không đủ à? Ừ. Lát nữa thì cháu ăn cơm xong thì mình rửa mặt cho cháu đi. Ừ, cái này cháu ăn là rửa mặt cháu. Ê, cháu có miếng rồi. Ê. Tao bé ra tí được không? Được rồi, đấy. Bác gì phát? Hả? Tu. Chứ khả. A Hầu thì thật vừa vào đến đây thì lúc đấy em cái thế là đi đâu sao ra đây mới thấy là A Hầu lên đây. Đi thăm các cháu các con của em bỏ tuy là con cái của em trai nhưng mà giống như là con của mình ấy. Cũng rất là nhung nhớ, kiểu như là đi làm một hai tháng mình mới về, xong về đến nhà là thăm hết xung quanh một vòng cả nhà lại đến nhà em trai luôn. Thôi nhỉ, hôm nay con bỏ phó không có quần áo không không có rổ. Đúng rồi. A Hầu đi làm dạo này, A Hầu đi làm thì cũng có tiền, mình cũng mua được mấy bộ quần áo đẹp rồi. A Hầu bảo là em bó không có. Thôi lúc nào mình với em ấy đi làm thì có tiền mua được 2-3 bộ ấy, mình cho bớt cho bó một bộ được không? Vâng. Nhá. Vâng. Thôi từ ấy cho tao mình chê 1 gram mình chê phút rồi, mình tha thế nào? Ok. Ok. Thế bây giờ về nhà hay sao? Về nó. Chạy hết cái khu này. Còn cái khu ở bên A thì A Hầu còn chưa đi, nhưng mà thực sự là cũng rất là nhớ các cháu vào đến đây thang hết. Này chạy đây. Em trai mà phải không? Tí là em trai ruột mình đúng không? Tham hả? Mong đang ở bên này. Mong này nè. Hả? Mong là. À, số thì trâu là trâu đây. Nên là muốn luôn. À, muốn đun nước uống không? A Hầu đang hỏi bố mẹ bảo là có lạnh không, nhưng mà bố mẹ bảo là đang đun nước sôi để được uống nghe. Thôi bây giờ cô chú ơi, để cháu hỏi tí này, A Hầu ấy dạo này cũng đi làm có anh em mình rồi, thì cô chú ở nhà ấy làm việc như thế nào rồi? Nét thật lâu rồi. Ý chí là luôn đi một đồ ổ công của ta thì nên lâu nhất chiến thì ổ hóa lửa chí nè. Thế à, chỉ hóa chiến thì nên tốt khóa nhỏ chế sát chí chế đại sự. Chế đại hơn hả? Ở đây nó lọt nà mà, là cho bớt cử mà. Lọt nà mà, thế lại tế, thế thông hình lại tế. Thông mà tôi hùng mà lâu mà nó lọt nổ quý thông rồi nè. Nó lọc cái chiếc xe đi thì nó thâu nó lại mà. À, chứ nó khá chịu sạch rồi. Khá chịu nó bá chồng mình đúng vừa. Nó rồi, có bé tử bạc. Nó bảo là chồng là đi là cái cây phi rồi. Có bé tử chồng ở trên bàn. Có bé mẹ chứ một chậu. Tức là bố mẹ Hầu bảo là cũng chờ thôi, lúc nào mưa vào thì cũng sẽ nhờ 2-3 người để làm một ngày xong. Nhưng mà cũng mong là Hầu đi làm để cố gắng. Cứ cố gắng đi học, đi làm để có tiền, gửi mấy tiền về cho bố mẹ ở nhà để mua phân đạm, tức mua giống ngô này, giúp cái lúc mà trồng ngô mình có thể mua 1-2 cân thịt để về không? Thôi bố đã nói thế thì đi làm thì mình đi làm ở bên ngoài, bố mẹ ở nhà ấy thì mình gửi tiền về cũng được mà. Ý sự là nét lò rồi thì ý sự luôn thì lò chôn thì mình mình chỉ xiết xả thấy ở chỗ đi lò dùng bá hao chế mà mình mua công là tí hết khó lâu đấy. Ừ, dòng bá thì hao chế chế quá chỉ thế à. Đặt lò nào thì lại khó tết cho khó cứ gì. Chắc cũng không có việc gì hết, chỉ có mấy con dê này đến mùa vụ trồng ngô thì cũng trồng ngô xong thôi. Bà con ở đây chủ yếu trồng ngô xong thì lại không có cái gì làm nhá, vì mình không có ruộng đây, mình chỉ làm nương thôi. Chứ khi mà cái chỗ nào mà có ruộng thì người ta có thể trồng ngô xong tiếp tục để làm rồi. Cái là cái phí là anh Ngọc mua mà. À, cái phí là anh Ngọc mua à? Thì đun nước đây này. Đun nước là anh Ngọc mua mà. Thế mình lấy nước nước ruộng mình chỉ nhá. Đấy là ruộng một ý nhá. Ruộng. Ruộng. Bỏ bán để sụt sải ấy. Không là ruộng nó sải rồi. Ý là họ cần bảo là bây giờ ăn mặt sạch sẽ, họ bảo là phải rửa bên ngoài thì sạch sẽ. Thế là giờ không rửa là không sải nó. Không rửa không sạch à? Nhưng mà bên này mình cũng chám qua một ít nước được chưa? Đường thôi. Đường à? Đường. Thôi bây giờ mình đun nước sôi để uống ngay cho nó đảm bảo sức khỏe không? Ok. Từ nhé. Cú. Sẽ téo. Nên là nó nóng được, nên là cũng nóng là không đấy. Thế à.
Dạo này A Hầu toàn là ăn đồ chín cả thịt nướng, uống nước xô, nước ấy hả? Nước lá không được uống nữa rồi không? Vâng ạ. Bây giờ cái nước lá mình ấy ở đây mình không được uống, mình chỉ uống nước lọc. Vâng ạ. Được rồi. Ok rồi, to rồi ạ. Ok chưa? Cứ cho nó đầy cũng được mà. Không sợ. Dạ. Thì bố mẹ để em trai cũng vừa đi học về không? Rồi đi học rồi. Cần cái từ hôm nay bố đã làm không? Thế nào? À? Biết làm không? Bố đó chỉ bao ông chỉ đông chỉ à? Bố à? Nó chỉ đó đó chỉ đâu? Nó chỉ đó đó đông chỉ thế à? Có bố đó phải tao sắp đi. Đó 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 đi. Đó chỉ đó à? Đi. Bố đó mà. Bố đó sửa. Đó sửa. Ông đã học sửa mua than à? Đó sửa sao? Bố đó sửa. Đây là em trai út A Hầu nhé. Đó một đó cũng đồng với đồ sổ sao. Mẹ tụi tôi đồ sổ. À. Đó đồ chưa sao? Đồ thang đi. Đồ của tôi. Ê, đồ. Ui, được, được rồi. Biết làm chưa? Biết làm rồi. Biết làm trên hai. Đồ bộ bé, đồ bộ bé. Xong chứ, xong chứ. Đồ bộ bộ bé như thế này. Bộ con đi mà. Đồ thang đi, đồ thang đi. Đồ sổ mà. Cách nhà hàng mà 2-3 tháng bây giờ về đến nhà cũng nhớ cách. Ôi. À. Cái này được được ấy. À, dòng cái đấy à? Dòng cái dây thường đấy không? Dây này mà em làm hết. Ơ, biết rồi. A Hầu đi làm cái, A Hầu có biết làm không? Biết rồi. Biết hả? Biết. Nào. Ơ, chị đo thử tên em, mình đi trước chị đâu chị à? Đo xuống. Đo tận, đo tận rồi. Ừ, được rồi. Được không? Được rồi. Nên là em trai A Hầu mà. Để em trai hả? Ngủ tới lầu đô xách. Ờ, hôm nay thì em cái cũng cùng A Hầu về đây thăm nha. Thăm anh em bố mẹ A Hầu ạ. À, A Hầu nhá. Hôm nay thì cũng vào để thăm bố mẹ anh em thì trời cũng đã chuẩn bị mưa rồi thì cũng ở nhà đấy, ở chơi ở đây thôi. Ở nhà rồi. Ừ, không được đi đâu nhá. Không đi đâu, trường nhà là chồng với mẹ rồi. À. A Hầu là không chồng, là người tiền là bố mẹ là bố chồng rồi. À, mình gửi tiền cho bố mẹ chồng thôi hả? Thì ý là anh mới bảo em cũng muốn về nhà thì ở ngủ ở đây một đêm, tức là ở đây một đêm. Ngày mai anh vào đón thì anh em lại đi làm xong đi ra miền Bắc để ngủ nhá. Không được đi đâu nhé. À, không được đi đâu rồi. Đấy ạ. Hôm nay thì cũng cùng A Hầu vào đến nhà thăm anh em và bố mẹ của A Hầu thế. Còn trời cũng đã chuẩn bị mưa ấy. Thì em cái cũng về thôi. Chắc em cái cũng xin phép dừng video tại đây ạ. Xin chào quý khán giả ở cái video tiếp theo.